Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Có lẽ đâu đó anh chị em đã từng nghe qua câu chuyện này, là có vị linh mục đó bị tai nạn, lên thiên đàng thì gặp một anh taxi cũng mới bị tai nạn chết. Thì anh đấy lên trước, nên Thánh Phêrô mới dắt anh ta đi đến cái nhà mà được dành cho anh ta, một cái villa rất là lớn. Xong vị linh mục đứng mừng thầm: Trời ơi, tắt lái taxi mà villa to vậy, chắc mình gấp đôi. Đứng chờ xong rồi đó, được cái villa to vậy, xong Thánh Phêrô mới dắt vị linh mục qua cái nhà đây. Còn đây là nhà của anh, dắt vô cái nhà giống như là nhà ổ chuột vậy, nhà túp lều tranh. Vị linh mục này bị sốc, nói: Trời ơi Thánh Phêrô, con cả đời hy sinh đi tu, từ bỏ hết mọi sự làm linh mục rao giảng về Chúa, mà con có cái nhà không bằng cái ông taxi này. Thánh Phêrô mới nói chứ: Đó anh, ông taxi, ông mỗi lần ông lái xe là người ngồi sau đọc kinh lần hạt, sợ quá lần hạt. Còn anh, mỗi lần anh đứng giảng là người ta ngủ hết trơn. Vậy thì ai làm cho ta theo Chúa? Và tôi chia sẻ với anh chị em câu chuyện này, nhưng mà thật sự ra nói, cái câu chuyện đó nó nói lên một cái tâm thế của con người chúng ta, là mình nghĩ rằng cuộc sống đời sau đó là mình sẽ được cái gì. Đúng không? Mình lên thiên đàng mình sẽ được cái gì? Nghĩa là mình cũng nghĩ là thiên đàng là một nơi chốn, và mình sẽ được cái gì vì mình đã làm cái gì bây giờ? Mình sẽ được cái gì lên thiên đàng? Nghĩa là ở trên nước thiên đàng giống như là một cái cuộc sống tiếp nối của những gì mình đã sống trước kia. Và đây là cái tâm thế mà chính vì cái này, cái cách suy nghĩ này của người Sa Đốc, là họ không có tin có nước trời, họ không có tin có cuộc sống đời sau. Nghĩa là gì? Họ không có tin có sự sống lại. Và vì họ cho rằng nếu có sự sống lại cũng là tiếp nối những gì người ta đang sống hôm nay. Mà nếu tiếp nối những gì họ đang sống hôm nay là gì? Tôi sẽ được cái gì? Tôi có cái gì từ cái cuộc sống này? Tôi mang theo cái gì khi tôi về bên kia, tôi sống cuộc sống đời sau? Do đó họ mới lập ra câu chuyện là một người phụ nữ phải lấy 7 anh em làm chồng, vì tất cả đều chết đi mà không để lại cho mình đứa con nào. Nghĩa là gì?
đối với họ là gì? Cuộc sống đời này là phải nối dõi tông truyền. Và nếu mà không có thì mai mốt họ chết đi rồi thì họ thuộc về ai? Họ có cái gì? Họ với ai? Và anh chị em thấy đó là không phải là câu trả lời của Chúa. Tại vì sao vậy? Cuộc sống đời này đi đến cái chết, nhưng cuộc sống đời sau là vĩnh hằng. Vậy cuộc sống đời này mình sinh sôi nảy nở, mình có con, mình lập gia đình là vì mình cần tình yêu, kinh nghiệm tình yêu, và qua tình yêu đó mình tạo ra sự sống. Nhưng mà kết thúc của nó là cái chết. Nhưng mà đời sau là mình được sống. Và vì mình cuộc sống đời sau là vĩnh hằng, nên mình không cần phải làm cái gì để cho mình tiếp nối cái sự sống của mình nữa. Mình thuộc về Chúa hoàn toàn, là đấng ban sự sống, là nguồn mạch của sự sống. Tôi có thể lấy một cái ví dụ để anh chị em thử hiểu. Ví dụ như trong sinh học đó, tôi có chia sẻ sáng nay, mình nếu mình học sinh học, mình nhớ có những cái cuộc sống nó phải bắt đầu bằng cái chết thì nó mới bước vào cuộc sống được. Ví dụ như con sâu, đúng không ạ? Nó phải chết với cuộc đời của con sâu, nó mới đi qua cuộc đời của con nhộng. Mà con nhộng nó phải chết với cuộc đời của con nhộng thì mới đi qua cuộc đời của con bướm. Vậy con bướm với con sâu nó có giống nhau không ạ? Nó khác nhau chứ, đúng không ạ? Và cuộc đời của con bướm nó có lặp lại cái gì con sâu làm không? Thưa không. Đúng không ạ? Về mặt sinh học mình đã thấy cái chuyện đó rồi. Con sâu nó ăn lá, đúng không? Và cái kết của cuộc đời nó là con nhộng. Và cái kết của cuộc đời con nhộng là gì? Là con bướm. Vậy cuộc sống của con bướm và cuộc sống của con sâu khác nhau hoàn toàn. Về mặt sinh học là mình đã thấy điều đó rồi. Vậy thì mình có thể dùng cái đó, nó không giải thích hết được, nhưng mình dùng cái đó để mình hiểu cuộc sống đời sau là gì. Nghĩa là nó khác hoàn toàn, không thể nào lặp lại những gì mình đã từng sống. Nhưng mà khác hoàn toàn ở đây là gì? Là mình sống trong tình yêu của Chúa, và mình thuộc hoàn toàn về Chúa, và mình không phải chết nữa. Vì Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Đức tin của chúng ta nói với chúng ta điều đó. Mà làm sao để mình tin vào điều đó được? Vì Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa sau cái chết, Ngài sống lại, và Ngài cho chúng ta niềm hy vọng. Từ cuộc sống lại của Chúa, Chúa cho chúng ta niềm hy vọng để chúng ta cũng được sống với Chúa qua cái chết của mình. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là gì? Chúng ta ngày hôm nay, một là chúng ta sợ chết. Chúng ta cứ nghĩ rằng, người ta nói rằng có một số người ngày hôm nay sống mà không nghĩ là mình sẽ chết. Và vì thế dịch Covid làm cho chúng ta sực nhớ rằng là không có cái gì đảm bảo cho mình sống hoài. Cho dù mình giàu có đến đâu, cho dù mình khỏe mạnh đến đâu, không có cái gì đảm bảo là mình sẽ không bao giờ chết. Vậy thì câu trả lời còn lại là gì? Tôi chuẩn bị cho cái chết của tôi như thế nào để tôi có thể bước vào cuộc sống đời sau? Bây giờ tôi thấy, ví dụ như anh chị em để ý, một đứa bé để có thể trưởng thành như mình bây giờ, nó đòi hỏi phải chết đi với cuộc đời của đứa bé. Cái tuổi thơ của nó phải chết đi để bước vào cái tuổi người trưởng thành, đúng không? Mình phải chết với cái tuổi thơ của mình chứ. Mình có thể nhớ tuổi thơ của mình, nhưng mình không thể sống lại tuổi thơ của mình được. Mình không có thể nào mà ngày hôm nay đi vô lớp học của một sinh viên mà mình lặp lại cái kiểu sống của mấy đứa học lớp 1, lớp 2 được. Mình không bao giờ sống lại cái tuổi đó được. Mình có thể biết được, nhưng mình không thể sống lại được. Mình có thể hiểu được những cái tuổi còn nhỏ đó, nhưng mà mình không bao giờ sống lại như thế được nữa. Nhưng mà vấn đề của chỗ là nhiều người chúng ta tới cái tuổi này rồi mà vẫn không chết đi với cái tuổi thơ ấu của mình. Người ta nói ngày hôm nay là có nhiều người đó là, nghĩa là
đứa trẻ ở trong một người lớn. Cái tuổi thơ không bao giờ bị đánh mất. Anh chị em có gặp người đó chưa? Người ta nói ngày hôm nay có rất là nhiều người trẻ mà, người thanh niên rồi đó, nhưng mà chưa bao giờ lớn. Đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Tại sao vậy? Bây giờ người ta, tôi thấy tôi gặp rất là nhiều người than phiền với tôi đó: thưa cha, con lấy chồng về nhưng mà có cảm giác như con lấy một đứa bé. Hỏi sao vậy? Không biết làm gì hết. Không biết làm gì hết, không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, không biết phụ vợ, lo cái gì hết. Thậm chí không biết đưa con đi học, không biết trường của con là gì, chỉ biết chơi game. Đứa trẻ không bao giờ lớn. Mà tôi mới nói chứ không phải là đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng mà tuổi thơ chưa bao giờ chết. Mà nếu mà tuổi thơ chưa bao giờ chết thì mình có thể là một thân xác rất lớn, nhưng mình sống như đứa bé. Mà mình sống như đứa bé thì người ta sẽ phải chăm mình hoài thôi. Nên có một người phụ nữ nọ đó chia sẻ với, hỏi cho chị có bao nhiêu đứa con. Dạ con có 4 đứa con trai. Cái xong rồi hỏi sao? Nhưng mà không phải, đúng là 5. 4 thằng con trai với thêm chồng con nữa là 5. Nghĩa là người đó nghĩ rằng mình phải là mẹ chăm cả chồng của mình đó. Nên tôi thấy mình suy tư như vậy không phải là để nghĩ xấu, nhưng mà để thấy một cái thực tế và cái chân lý của cuộc đời. Anh chị em, mình phải chết để bước vào cuộc sống mới. Và trong hành trình cuộc đời của mình là mình sẽ đi qua nhiều cái chết nhỏ trước khi mình bước vào cái chết lớn. Cái chết nhỏ là gì? Tôi phải dứt khoát với cái tuổi thơ của tôi đã kết thúc để tôi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi phải dứt khoát với tuổi trưởng thành của tôi để tôi bước vào tuổi của ông bà, làm ông làm bà, làm cha làm mẹ, có trách nhiệm. Và tôi phải dứt khoát cái tuổi già của tôi để bước vào cuộc sống vĩnh hằng với Chúa. Thường chúng ta đi qua như thế. Nhưng mà chúng ta đi như thế nào tùy thuộc vào cách chúng ta dám chết với cái tuổi, cái thời đó của mình. Vậy tôi mời gọi anh chị em suy tư thử. Tôi đã để lại hay tôi đã chết đi với cái gì trong cuộc đời tôi? Hay nói một cách khác, tôi đã khóc cho cái gì trong cuộc đời mình chưa, để mình bước vào cái mới, cuộc sống mới? Tôi đang mang theo cái gì mà tôi chưa dám buông bỏ nó để tôi bước vào cuộc sống mới? Và nhiều khi mình có một cái điểm này xa hơn nữa nè anh chị em. Nhiều khi mình lập gia đình với người mới nhưng mình vẫn sống như kiểu mình đang yêu người cũ nữa. Mình không chết đi với một cái tương quan cũ thì mình sẽ mang cái tương quan cũ đó vào cái tương quan mới, và nó bất công anh chị em. Bất công lắm với người mà mình đang sống lúc này. Vậy để sống hiện tại được với ngày hôm nay, với người tôi yêu thương, thì tôi phải chấp nhận chết đi với quá khứ và sẵn sàng bước vào tương lai. Và để bước vào tương lai được, tôi cũng phải sẵn sàng chết đi. Chúng ta hiểu được rằng cái chết cuối cùng sẽ đưa chúng ta về bên Chúa. Và hành trình ngày hôm nay của chúng ta là đi qua từng cái chết nhỏ trong đời. Đó là linh đạo của hành trình thiêng liêng chúng ta đi. Do đó Chúa mới nói phải biết vác thập giá mình theo Thầy mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm và tin rằng trong cuộc sống đời sau là cuộc sống mà chúng ta thực sự trọn vẹn trong Chúa, trong là đấng của tình yêu, là nguồn mạch sự sống và sự sống vĩnh hằng. Và chúng ta chỉ có thể sống được trong Chúa khi chúng ta can đảm bước qua cái chết của chúng ta. Amen.